Ông Võ Văn Thưởng được bầu làm Chủ tịch nước. Hãy cùng Thư viện Pháp luật nhìn lại sơ lược tiểu sử của vị tân Chủ tịch nước nhé. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sinh ngày 13 tháng 12 năm 1970, quê quán tại xã An Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. Năm 1999, ông tốt nghiệp thạc sĩ triết học. Từ năm 2000 đến năm 2003, ông giữ nhiều vị trí quan trọng trong Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Việt Nam. Năm 2004, ông làm Bí thư quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Đến năm 2006, được bầu làm Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng. Và cũng trong năm này, ông liên tiếp được phân công giữ chức Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn và Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn. Năm 2011, tại Đại hội đại biểu lần thứ 11, bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi. Đến tháng 4 năm 2014, ông được phân công giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh khóa 9. Năm 2016, ông được bầu vào Bộ Chính trị, tham gia Ban Bí thư và giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Từ tháng 2, 2021, ông làm Thường trực Ban Bí thư và hiện tại làm Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.